Xin kính chào quý vị bà con. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2021, năm Tân Sửu. Hiện tại thì Hà Bình Ngon đang bao trái bưởi trong vườn. Nhưng có một số lưu ý mà Hà Bình Ngon tư vấn cho bà con là đây là cái quả bưởi mà nó to như quả trứng trứng ngỗng. Thì thời điểm này là nhà Hà Bình Ngon phòng trừ bệnh rất là tốt nhé. Giới thiệu bà con là Hà Bình Ngon phòng trừ theo từng giai đoạn thời kỳ rất là tốt. Thì có nếu những người nào làm trực tiếp thì mới có những cái phát hiện. Chứ còn nếu không làm mà chỉ xem không thì không bao giờ có, không bao giờ biết. Thì đây này, đây là cái hiện tượng nấm rỉ sắt này. Rỉ sắt này. Bên cạnh đây thì cái lá của nó này. Đây bà con nhìn lá nhé. Còn những cái nốt nốt trắng trắng này là bệnh nhện trắng thì không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà cái đây là cái rỉ sắt này, thì cái rỉ sắt thì nó bị thâm như này, chúng ta nhìn ở mặt trên mặt dưới lá là nó bị thâm này thì nó đã chết rồi nhé, đã hết bệnh cả ở trên cuống quả này. Đây ở trên cuống quả đây thì nó đã bị thâm. Nếu những cái quả này mà Hà Bình Ngon phun thuốc phòng trừ dày dẹp kiến nhện, bọ trĩ, bọ xít muỗi mà nếu không kèm theo nấm thì những cái nấm này nó đang phát triển rất là mạnh thì sẽ bị nhiều quả như thế này. Nhưng mà vì là Hà Bình Ngon phun thuốc ra năm khi đậu quả xong như này thường sẽ phun cùng với nấm và vi lượng. Thì đối với vi lượng thì bà con biết là bưởi nhà Hà Bình Ngon bao trái đây quả rất là bóng đẹp và trái rất là cân đối, không bị vẹo, không bị lệch trái. Cho nên là bà con lưu ý là khi chúng ta mà chăm sóc cây, phần thành phần vi lượng rất là quan trọng đối với chất lượng quả và hình thái quả. Nó làm cho quả của chúng ta tròn trái, múi to đều, không bị kẹ và dai cuống. Nên là chúng ta bón bổ sung vi lượng cho cây từ đầu tháng 12 âm lịch qua gốc bằng tưới hoặc là bón hoặc là ta phun lên lá. Thì đặc biệt là Hà Bình Ngon năm nay thì lúc nào phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cũng đều phun thêm vi lượng pha lẫn. Nên là cái trái bưởi bà con nhìn là nó rất là cân đối, rất đẹp và bóng trái này. Cái trái bưởi rất là bóng, rất bóng và nó lớn từng ngày. Nhưng mà nó không không phải là hết. Đây này, ví dụ như những cái quả này này, quả vẹo này. Quả vẹo này nó rất là dai đây, bà con nhìn Hà Bình Ngon vật này. Đấy, nó rất là dai nhá. Rất là dai cuống. Đây này, nó rất là dai cuống. Và Hà Bình Ngon những quả như này là sẽ vặt bỏ, chỉ để lại những quả đẹp thôi. Mặc dù những quả này nếu mà trên một một cành thì nó vẫn có thể ăn được, nhưng nó là quả xấu. Quả xấu thì Hà Bình Ngon vặt vẫn luôn, chỉ nuôi những quả đẹp để lấy chất lượng quả đẹp. Nhiều người đặt câu hỏi là áp dụng theo kỹ thuật của Hà Bình Ngon có sai hay không? Thì xin thưa quý bà con là những người đang làm theo kỹ thuật của Hà Bình Ngon, mặc dù năm nay bưởi bị mưa axit nhiều nơi mất mùa, nhưng mà những người làm theo kỹ thuật Hà Bình Ngon đều thông báo lại cho Hà Bình Ngon là vẫn được mùa, vẫn rất sai. Đây ví dụ như những cây này của Hà Bình Ngon là tính trung bình là nó được khoảng độ 170 đến 180 quả trên một cây. Mà trái nó rất là thưa trái, nó loải trái. Nó không có chùm nhiều, trái rất là bóng đẹp. Nó thưa trái như thế này thì nó quả nó mới nhiều quả loại một. Đấy, nó đẹp như này mà. Nó loải quả. Đây. Nó loải quả. Mà quả bây giờ nó đều như quả trứng trứng ngan, trứng trứng ngỗng rồi. Trứng vịt. Dạ. Bảo nếu mà đang bao trái này mà buổi chiều mà mưa thì đến nhà em đóng túi bao trái để gửi bưu điện. Đợt này đóng thì có mà đóng tẹt ga.
Năm nay mà bao hết vườn này nên nhìn sướng mắt đấy nhỉ. Sai đấy chứ không phải là đâu. Đây này, nếu mà bà con mà không không phun nấm này đấy. Không phun nấm là kể cả quả to như quả trứng trứng vịt đây rồi mà nó vẫn bị nấm này. Đây này, trong vườn mà phun nấm rất là kỹ rồi mà thỉnh thoảng nó vẫn có những quả bị nấm mà to bằng quả trứng vịt đây rồi này. Đây này, vết nấm đây này. Đây này, nấm thì sờ vào cái nó sẽ rụng ngay vì cái cuống nó vàng đây này. Đây, to bằng quả trứng vịt rồi vẫn rụng này. Mà quả rất cân đối nhá, chứ không phải quả này là bị dị tật hay gì nhá, rất cân đối. Nên là bà con lưu ý là chúng ta là phải phun phòng trừ sâu bệnh và nấm rất là kỹ. Tầm này chúng ta phun thì nên là chúng ta vẫn cho vi lượng được nhé. Chúng ta cho thêm vi lượng vào để cho múi sau này nó đồng đều. Đây là túi bao trái Hà Bình Ngon bao nên rất là đẹp. Mà trước khi bao trái là bà con phun phòng nấm, dày dẹp kiến, bọ trĩ, bọ xít muỗi cộng với vi lượng. Sau đó thì đến một ngày, hai ngày sau thì chúng ta bao trái. Và túi bao trái này Hà Bình Ngon cung cấp trên toàn quốc. Bà con mua thì có thể liên hệ với Hà Bình Ngon và đặt mua luôn cả thuốc bảo vệ thực vật Hà Bình Ngon gửi kèm được luôn nhé. Túi bao trái này là 1.000 đồng một túi, chưa có phí vận chuyển. Sử dụng được từ 1 đến 2 năm. Nếu mà trên cao như này thì bà con dùng được 2 năm. Còn những túi nào ở sát dưới đất nó sẽ bị ẩm mốc nhiều thì nó những cái túi này nó chỉ dùng được một vụ thôi. Ở dưới đất sát là nó mưa ẩm nó không dùng được nhiều. Nó chỉ được 1 năm thôi. Còn đối với những cái túi ở trên cao như này là chúng ta sẽ dùng được 2 năm. Dùng được 2 năm vì nó sẽ không bị ẩm mốc nhiều. Nên là khi mưa xong cái nó tạnh láo là nó lại khô túi luôn. Túi này thì hiện nay trên thị trường là Hà Bình Ngon là túi tốt nhất trên thị trường, không có đơn vị nào có thể tốt hơn túi này của Hà Bình Ngon. Và bao trái là khi tháo ra là màu sắc nó rất là đẹp, nó không bị vàng cớm như là cái túi màu đen ở bên trong, màu vàng chìn ở bên ngoài hoặc những cái túi màu vàng chìn thì độ tráng phủ ni lông thấm nước bên ngoài nó ít nên là giá thành nó sẽ rẻ hơn. Bà con mua nó sẽ rẻ hơn nhưng mà nó sẽ không chất lượng bằng. Chúng ta làm có thể là qua một đợt mưa, nếu năm nào mưa nhiều thì qua vài tháng là bắt đầu nó sẽ mục. Nhưng mà túi của Hà Bình Ngon là nó dùng được 1 năm đến 2 năm mà chất lượng vẫn tốt. Màu sắc quả, chất lượng quả rất là ok. Vườn bưởi này năm nay của Hà Bình Ngon sẽ làm là những trái bưởi chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi vì khi bà con đã bao trái như thế này rồi thì từ lúc nhỏ như này đến lúc thu hoạch là bà con phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, nó sẽ không dính trực tiếp vào quả nên là nó rất là an toàn. Và khi thu hoạch quả thì trước đó mấy tháng thì cũng không ai phun thuốc cả, nên là ăn bưởi rất là lành và bảo quản được lâu.